nay chúng ta sẽ làm một clip so sánh các phiên bản Zen Fox 2. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay lại với cả kênh YouTube của Vshop. Trong ngày hôm nay không nắng lắm thì tôi đã quay trở lại, tôi vẫn là tôi thôi, không có cái gì thay đổi so với bình thường. Xin chào anh em. Thì hôm nay để đáp ứng cái nhu cầu mà để được biết và để mở mang thêm của anh em, thì Vshop đã gọi là tính toán để làm ra một clip của ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi so sánh tất cả những cái phiên bản mà hiện tại đang còn ở Vshop của cái dòng Z Fox. Thì như anh em cũng biết thì Z Fox có phiên bản, đó là phiên bản Z Fox 2 và bản phiên bản màu xanh đen này, cực kỳ nổi tiếng, được Lee Chong-wei sử dụng. Và cái phiên bản được sử dụng cho tên thương hiệu riêng của Z Fox 2 LD. Thì anh em cũng biết thì Lee Chong-wei và Lin Dan là hai cái đối thủ truyền kiếp. Thì rất nhiều anh em đã đặt cho chúng tôi câu hỏi, đó là làm thế nào hoặc là so sánh cho em xem là Z Fox 2 của Lee Chong-wei hay Z Fox 2 của Lin Dan nó có những cái lợi thế gì, nó cái nào hơn cái nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một clip so sánh các phiên bản Z Fox 2. Rồi, phần đầu tiên thì chúng ta luôn so sánh về phần hình thức. Thì như anh em có thể nhìn thấy ở đây thì có 3 phiên bản Z Fox 2. Z Fox 2 mà bản màu đen xanh được Lee Chong-wei sử dụng, đây, anh em có thể nhìn thấy, ra đời từ rất lâu rồi, một trong những cây vượt cực kỳ hot thời tôi học năm đại học, năm thứ nhất, thứ hai gì đó, thứ nhất, thứ hai gì đó, 2011 hoặc 2012 gì đó, cực kỳ hot. Lúc đấy giá, tôi nhớ không nhầm, nó rơi vào khoảng tầm 4 triệu 2 một cây này, cực kỳ hot, cực kỳ hot. Và phiên bản tiếp theo đó là phiên bản của Z Fox 2 LD. Z Fox 2 LD thì cây này cũng có lâu rồi, chắc tầm lâu rồi đấy. Nhưng mà con này Z Fox 2 LD nó được, chắc là nó rơi vào khoảng tầm năm nó ra mắt, chắc khoảng năm 16-17 tầm đó, lúc Yonex mới chuyển sang Lin Dan mới chuyển sang an tài trợ của Yonex ấy, thì Yonex làm ra cây này cho Lin Dan để Lin Dan chơi này đấy, thì nó cũng được khoảng 4-5 năm rồi, tầm đó 4 năm rồi. Thì bây giờ thì anh em biết là Lin Dan và Lee Chong-wei đều đã giải nghệ, nhưng mà thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ so sánh, tìm hiểu xem là bên trong là có cái gì. Đầu tiên về phần màu sắc, phiên bản của Lin Dan có 2 phiên bản, một vàng một đỏ, một đỏ gọi là đỏ hồng ấy, còn của Lee Chong-wei là màu đen. Về cái phần kích thước thì anh em chúng ta sẽ tiếp đến đo về phần kích thước này. Nó có một điểm khác biệt đây này, anh em nhìn thấy luôn, có điểm khác biệt đó là Z Fox 2 bản đen và bản màu vàng của Lin Dan thì nó có cái chiều cao cân nặng và số đo như nhau. Ba cái phiên bản này có chiều cao cân nặng, à không, có chiều cao như nhau, nó khác nhau về cái nước sơn thôi. Đấy, nó khác nhau về nước sơn, duy nhất là khác nhau về nước sơn, cán cầm, độ dài thân tương đương nhau, không có cái điểm gì khác biệt cả. Vẫn giữ được nguyên cái cấu trúc, đó là những cái gen chống lún ở hai bên viền tăng nặng đầu của Yonex. Các cái gen chống lún hai bên viền đầu hay ở dưới viền này đều có, thì nó giúp cho cái này là chống lún cho cái cây vợt Z Fox 2 này, một cái phiên bản kỷ niệm của hai huyền thoại. Thì đó là cái phần hình thức. Ở trên tay tôi đây đều là phiên ba phiên bản 4U, đều sở hữu cho mình công nghệ nanometric. Đấy, thì công nghệ nổi tiếng trên cái thương hiệu Z Fox 2 này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới phần cân nặng của ba cái cây này trên cái phương diện đều là 4U cả, xem là cái cân nặng của nó là bao nhiêu. Thì hiện tại chúng ta có Z Fox 2 màu vàng này, bản 4U nhá anh em nhá. Từ để cho nó cân. Hiện tại 86,8 gram cho phiên bản 4U của Z Fox 2 màu vàng. Tiếp đến là Z Fox 2 của Lee Chong-wei bản màu đen, 85,8 gram cho bản Z Fox 2 màu đen của Lee Chong-wei nhé. Và tiếp tục là cái bản màu đỏ của Lin Dan, Z Fox 2 màu đỏ của Lin Dan có cân nặng là bao nhiêu, 85,3 gram. Thì từ đây chúng ta có thể suy xét được là về cân nặng thì cây màu vàng của Lin Dan là nặng nhất, xong tiếp đến là cây màu đen của Lee Chong-wei, và tiếp nhẹ nhất là cây màu đỏ của Lin Dan. Tất nhiên là cái độ sai lệch này của những cây này nó không nhiều lắm, nó chỉ trong cái khoảng đấy thôi. Thì nó đều là những cái vợt thiên công và thiên về lối đánh đơn,
những anh em nào phải tay tốt thiên đơn thì anh em sẽ đánh cái bản Z Fork 2 của LD hoặc là Z Fork 2 của Lee Chong Wei sẽ ngon hơn. Ok thì anh em chúng ta đã đi xong về cái phần gọi là phần chiều cao này, số đo 3 vòng này, cân nặng này, cũng như là hình thức quần áo của Z Fork 2 Lindan bản đỏ vàng và Z Fork 2 bản màu đen của Lee Chong Wei. Của Lee Chong Wei không phải bởi vì không có tên của Lee Chong Wei, nhưng mà bản Z Fork 2 này là sản xuất lúc đấy Lee Chong Wei sử dụng. Thì chúng ta sẽ tiếp xem tiếp là bây giờ về cái thông số của cái vợt, thì tất nhiên ba cái cây này thì đều cho chúng ta cái lực căng tối đa của phiên bản 4U là 12 kg. Đó, 12 kg là tối đa, tay cầm cán cầm là G5. Đó, thì giờ chúng ta có những cái thông số như thế. Thì bây giờ rất nhiều anh em là chưa biết là cái điểm cân bằng của vợt Yonex nó sẽ là ở bao nhiêu, thì hôm nay chúng ta sẽ đo điểm cân bằng của vợt Yonex. Đầu tiên là cây vợt Z Fork 2 phiên bản Lee Chong Wei, phiên bản màu đen. Rất nhiều, tôi biết là rất nhiều anh em có cái phiên bản màu đen này rồi, thì anh em chưa biết cái điểm cân bằng của nó rơi vào khoảng bao nhiêu, thì hôm nay tôi sẽ đo cái điểm cân bằng của cây Z Fork 2 này. Ok, nó rơi vào khoảng khoảng 300. Hay khoảng 298 300 gì đó. Đấy. Tầm đó, khoảng tầm 298 300 gì đó anh em ạ. Thì đấy là của Z Fork 2 màu đen. Thì anh em biết là cái điểm cân bằng như vậy thì nó cũng phải là một cái thiên công rồi anh em. Phải là một cái thiên công. Thì nó thiên về đánh đơn bởi vì nó khá là cứng nặng. Tiếp theo chúng ta sẽ xem cái điểm swing của cây vợt Z Fork 2 màu đen này sẽ nó là bao nhiêu anh em nhé. Điểm swing của Z Fork 2 bản màu đen. Đó, cây vợt thiên công, vợt 4U 87 kg trên cm vuông thì nó là một cây vợt thiên công rồi. Với cái thân cứng như thế này thì những anh em là đánh đôi ấy, thì thường thường nó sẽ rất là ít được mượn cái lực. Thường thường những anh em đánh đơn thì sẽ sử dụng Z Fork 2 nhiều hơn. Tiếp tới là chúng ta đến với phiên bản Lindan màu vàng. Z Fork 2 Lindan màu vàng xem điểm cân bằng của anh này bao nhiêu. Cây Z Fork 2 Lindan thì cho chúng ta cái điểm cân bằng cao hơn anh em. Hiện tại như tôi nhìn ở đây, điểm cân bằng của Z Fork 2 LD nó rơi vào khoảng 300 linh cơ. Nó rơi vào khoảng tầm 308, 309 gì đó. Nó rơi vào khoảng tầm 308, 309 gì đó. Thì Z Fork 2 là một cái Z Fork 2 bản màu vàng của Lindan này là cái cây có điểm cân bằng khá là cao. Thì xem cái điểm swing của nó có tốt hơn so với bản Z Fork 2 mà màu đen không anh em nhé. Đó, anh em có thể nhìn thấy luôn điểm swing của cây vợt Z Fork 2 màu vàng bản Lindan này lên tới 390,5 kg trên cm vuông. Chúng ta đo lại xem nó có chuẩn là 90,5 không. Tôi sợ nó bị sai lệch một chút. Đó, 90,5. Những anh em nào phải tay cực to mới đánh được cái phiên bản màu vàng này đấy. Phiên bản màu vàng. Phiên bản màu vàng này thì đầm thực sự hơn so với phiên bản màu xanh. Đầm lắm anh em ạ. Để mình xem đây là 3U hay 4U. Mấy U đây? 4U. 4U anh em. Tiếp tới với cây cuối cùng, xem cây này nó có khác cây màu vàng và cây màu xanh đen nhé. Cây cuối cùng, Z Fork 2 Lindan mà bản màu đỏ. Cho chúng ta cái điểm cân bằng là bao nhiêu? Ok. Và chúng ta cũng cho cái điểm cân bằng nó là khoảng tầm 308, 309 gì đó. Chúng ta tiếp tục đo cái điểm swing của cây vợt Z Fork 2 mà bản đỏ này của Lindan nhé, xem là điểm swing là bao nhiêu. Tám chín anh em ạ, điểm swing của cây đỏ này là 89. Điểm cân bằng của con này nó thấp, vừa nãy mình nhìn là nó thấp hơn con vàng một chút thôi. 89 anh em ạ. Điểm swing là 89 thì thực sự là một cái vợt khá là khó chơi. Thì vừa nãy anh em chúng ta đã
Ok, thì vừa nãy anh em chúng ta đã cùng với nhau đo được ba cái điểm swing của ba cây vợt là cây Z Fork 2 bản đen, bản đỏ, bản vàng của Lindan. Bản đen là của bản không có tên thương hiệu, không có tên của vận động viên nào là bản đen. Bản đỏ và bản vàng là bản của Lindan. Thì chúng ta có thể nhìn thấy luôn là cái điểm swing thì cây và điểm cân bằng thì cây màu đen là cây thấp nhất. Tiếp tới là cây màu đỏ và cuối cùng nặng nhất là cây màu vàng. Thì cái điểm swing của màu vàng nó trội hẳn hơn, nó là lên khoảng 90,5 cơ. Thì nó nhiều hẳn hơn so với cả cái bản màu đen, nó nhiều hơn một chút so với bản màu đỏ. Thì ở đây suy ra chúng ta có thể thấy là hai cái màu vàng và màu đỏ ở phiên bản 4U là nặng hơn so với cái phiên bản Z Fork 2 đen. Thì chúng ta sẽ vào luôn với cái phần cảm nhận thực tế của tôi về cái ba cái cây vợt này. Thì cái phần cảm nhận thực tế của tôi thì thực sự là tôi chưa chơi cái bản màu vàng màu đỏ của Lindan. Đánh thử thôi, đánh qua qua thôi, nhưng mà cảm thấy nó nặng quá, nó không phải hợp với cái kiểu chơi của tôi nên là tôi không chơi. Còn bản màu đen thì ngày xưa có chơi và bản màu đen đánh thì tôi cảm thấy là ok, mọi thứ đều ổn, công cũng được. Nhưng mà nếu mà để đánh đơn thì sẽ tốt hơn là đánh đôi. Có một cái nhược điểm một chút chút đó là của bản màu đen này thì là thường thường những anh em là thiên công hay căng cao ấy, thì căng nó lên khoảng tầm 12,5 hơn một chút, thì cái cây này nó không chịu được độ bền, nó không chịu được ở mức cao. Nó cho chúng ta tầm an toàn nó rơi vào khoảng tầm 11,5 tầm đó. Còn căng cao hơn thì con này rất dễ là toi. Bởi vì anh em biết là ngày xưa con này là gần như là một cây mới vào để cho chúng ta cái lực căng cao của Yonex, nên là nó độ hoàn thiện nó chưa thực sự là ổn. Bây giờ thì các cái phiên bản sản xuất về sau này thì có vẻ ổn hơn, nhưng mà nó vẫn giữ cho chúng ta cái lực căng tầm 11,5 cân thôi. Căng cao quá thì vợt nó không được bền. Còn đối với hai phiên bản của LD này thì tôi đã test qua phiên bản đợt trước, là có đánh test qua. Thành đang đánh cây màu vàng thì tôi đã chơi cây màu vàng rồi. Thì cảm thấy nó như kiểu 99 ấy, nó tội khó đánh lắm nên là chỉ test thôi. Đánh được chơi chơi thôi, chứ còn để mà vào thực chiến thì con này, những cái sản phẩm này nó không phải thực tay của tôi. Đấy nên là nó hơi nặng. Thì hai cái phiên bản này thì cho chúng ta cái lực cân cao, tốt, khỏe. Đấy, rất khỏe. Thì anh em nào muốn cân cao khoảng hơn 12 cân một chút, 12-13 cân ấy, vượt chỉ số một tí thì nên chọn phiên bản của LD. Thì gia cố của phần carbon ở trên vành vợt của con này đã tốt hơn. Thường thường cái bản Z Fork 2 rất hay bị xé, bởi vì là nếu mà căng cao quá khoảng tầm 12 hơn 12 là rất hay bị xé. Còn cái bản LD này thì nó sẽ khỏe hơn. Như Thành ở shop tôi là cũng đang căng khoảng tầm 12 cân đấy, nên là đánh khá là ổn. Anh em cứ yên tâm, nếu mà căng cao thì chọn hai phiên bản này. Còn vừa vừa thì chọn phiên bản màu đen. Nó dễ chơi hơn tí so với hai phiên bản đỏ và vàng. Là có một cái lưu ý đối với tất cả anh em thì đây đều là các cái phần mà ưu điểm của cây Z Fork 2, nhưng mà nó có nhược điểm đó là nó nặng, cứng, không dành cho những người tay yếu và không dành cho những người mới chơi, bởi vì nếu ai mới chơi rất dễ chấn thương, hoặc là những người tay yếu như tôi thì rất hay bị đau tay. Nên là anh em chú ý lựa chọn, nếu mà chúng ta đánh mới chơi thì chọn những cái dòng khác. Hôm nay clip chỉ để tham khảo, đừng thấy đẹp hoặc là mua để sưu tập, chứ đừng mua để đánh, có khi là đánh đau tay đau chân xong lại bảo là shop tư vấn nhầm, chết giờ. Đấy thì rất cảm ơn anh em đã xem clip đến tận cuối. Bây giờ anh em chúng tôi đã đến giờ trưa. Cảm ơn các bạn. Không biết các bạn đã ăn trưa chưa, thì bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn trưa. Nhớ like, subscribe kênh YouTube của Emshop và nhớ ấn nút chuông để theo dõi những clip mới tiếp theo của Emshop. Xin chào và hẹn gặp lại.